Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Thông điệp nào cho phương Tây khi Nga khai hỏa tên lửa siêu vật âm Kinzhal ở Ukraine? Mỹ cho hay họ đã phát hiện Nga sử dụng loại tên lửa siêu vật âm tối tân này ở Ukraine và quân đội Mỹ có khả năng theo dõi đường bay của Kinzhal trong những đòn tập kích. Ông Kinetova, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh, cho rằng những vụ phóng tên lửa siêu vật âm Kiro này là màn phô diễn sức mạnh của nga với phương tây trong bối cảnh vũ khí phương tây ùn đổ về ukraine và gây nên những tổn thất lớn cho quân đội nga việc gửi thông điệp rán tới phương tây là cần thiết tên lửa siêu vật âm thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao cộng với khả năng cơ động trong hành trình khiến cho việc đánh chặn gần như bất khả thi nga và trung quốc đều tuyên bố đã sở hữu vũ khí siêu vật âm trong khi mỹ vẫn đang chật vật phát triển chương trình này bà cobler cựu sĩ quan tình báo quốc phòng mỹ kiêm chuyên gia nghiên cứu về nga cho rằng hành động khai hỏa tên lửa siêu vật âm kinzo là một phần trong kế hoạch chiến lược của nga đó là một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực địa chính trị không phải lĩnh vực quân sự họ đang cố gắng chuyển đi thông điệp chiến lược bà cobler nói vị chuyên gia này nhận định rằng với quyết định phóng tên lửa kinzo tổng thống putin đang báo hiệu cho mỹ và nato rằng ông sẵn sàng tăng sử dụng sức mạnh quân sự của mình nhằm đạt được mục đích tại Ukraine. Theo bà, giá trị quân sự mà tên lửa siêu vật âm Kinzo mang lại trong đòn tập kích không cao hơn là mấy so với các loại tên lửa đạn đạo hay hành trình khác. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ Kinzo có thể mang đầu đạn thông thường và cả đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, việc đánh chặn loại vũ khí này rất khó khăn trong thời điểm hiện tại ông Putin đang phát đi thông điệp rằng Nga có sức chịu đựng cao trước chiến tranh hạt nhân. Chuyên gia này nói, nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục dồn Nga vào chân tường, ông ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện điều này. Bà Kobler kết luận, Nga vẫn tuân thủ học thuyết gian đe lẫn nhau và ít có khả năng Tổng thống Putin sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Mỹ hoặc các thành viên NATO. Tuy nhiên, chưa rõ Mỹ và NATO sẽ phản ứng ra sao nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Bà Kowalczewski nhận định trong bối cảnh nguy cơ tấn công hạt nhân tăng lên, động thái phóng tên lửa siêu vật âm Kinzhal của Nga ở Ukraine nhằm buộc phương Tây phải nhượng bộ. Giới phân tích tình báo phương Tây đều cho rằng Tổng thống Putin là người khó đoán, ông cũng là người gần như không chấp nhận khái niệm thua cuộc, đồng thời sẵn sàng làm mọi điều cứng rắn để đạt được mục đích. Tên lửa diệt hạm siêu vật âm Kinzo là một trong sáu siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3 năm 2018. Đây được đánh giá là loại vũ khí chủ lực tung đòn răn đe cao và đủ sức đánh bại mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của đối phương. Tầm bắn tối đa tới 2.000 km và tốc độ khoảng 12.000 km h của tên lửa Kinzo giúp tiêm kích MiG-31K có thể tung đòn tấn công ngoài tầm với của các hệ thống phòng thủ hiện đại đây có thể chỉ là một vài vụ phóng tên lửa siêu vật âm kinzo đơn lẻ của nga bởi nước này chưa sản xuất được nhiều loại vũ khí tối tân này ông kunetova nói việc nga sử dụng hệ thống siêu thanh đánh dấu một bước leo thang mạnh mẽ trong chiến dịch quân sự ở ukraine nhưng tôi sẽ không coi đó là một nhân tố xoay chuyển tình thế bộ trưởng quốc phòng mỹ lord austin nói trong một chương trình Tôi nghĩ lý do Nga sử dụng những loại vũ khí này như một động thái cổ vũ nhiệt huyết cho hoạt động quân sự tại Ukraine. Ông nói, Ukraine đã gây ra nhiều trở ngại đối với người Nga và việc quân đội trên mặt đất bị đình trệ đã khiến ông Putin thay đổi chiến thuật. Ông Austin cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nói thêm rằng lực lượng Ukraine đang sử dụng rất hiệu quả các thiết bị được phương Tây cung cấp. Đồng thời, ông tiếp tục cáo buộc quân đội Nga đã tấn công thường dân và dự đoán điều này sẽ còn tiếp diễn.